Welcome to Vinapearl, chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinapearl. Hôm nay Vinapearl mời các bạn đi tham quan một khu tiểu cảnh hòn non bộ và hồ cá coi tại một dự án khu resort ngày xưa. Bạn có thể nhìn thấy được khu resort này có đặc điểm rất đặc biệt, đó chính là lưng thì tựa núi mà mặt thì nó hướng biển. Chính vì vậy đây là một điều kiện rất lý tưởng cho không gian sống resort ngày xưa. Trước mắt mình đây là một cái hồ cá coi, đây là hồ đáy này các bạn. Hồ này là hồ lọc đáy, chính vì vậy mà người ta trồng rất nhiều thảm cỏ và dưới này có rất nhiều cá rô phi. Chủ yếu hồ dưới này là hồ lọc tạp chất cho cả hồ cá coi phía trên. Tiếp theo mời các bạn đi lên phía trên để chúng ta cùng ngắm vẻ đẹp tuyệt tác của một hồ cá coi đỉnh cao. Rồi trước mắt mình bạn sẽ nhìn thấy hai cây xanh dạng long được cắt tỉa rất cẩn thận và uốn một cách tinh tế nha các bạn. Đây là hai cây sẵn lòng mình, ước tính cây này khoảng 30 năm tuổi rồi. Bạn có thể nhìn thấy phía bên này là view biển này. Đó, bạn có thể nhìn thấy đây là một cái không gian nghỉ dưỡng rất tuyệt vời. Con đường ở đây người ta đặt tên là Phú Quốc Villa 15009 và 15001 theo cái hướng đi. Bạn có thể nhìn thấy ở trên bảng hướng dẫn nha. Quả thực đây là một dự án rất đẹp với không gian xanh và lưng thì tựa núi và mặt thì hướng biển. Đây là một điều rất tuyệt vời cho không gian sống nghỉ dưỡng các bạn. Và tiếp theo nữa bạn không thể thiếu trong resort đó chính là những cây dừa. Những cây dừa đấy có rất nhiều quả và cây dừa này mình nhìn trông như kiểu những cây dừa xiêm ấy các bạn. Cây dừa xiêm vàng và quả rất nhiều. Và đi vào phía trên hồ cá coi chúng ta có thể nhìn thấy ở đây có hai cây xanh dạng long này được cắt tỉa rất cẩn thận. Tiến gần hơn nữa trước mặt mình đây là một cây phá tài, một bụi phá tài núi thì đúng hơn. Cây xanh dạng long, hai bên có hai cây xanh dạng long rất đẹp. Cây này có vân gốc cũng khá lớn, mình ước tính cây này có tuổi đời khoảng tầm 30 năm nha các bạn. Tiếp theo đi vào trung tâm, đây là một cái chòi là chòi tứ giác được bốn cột trụ, đây là làm đúc bằng bê tông chứ không phải chòi gỗ nha các bạn. Và bàn ghế đây thì có một bộ bàn ghế đá tự nhiên rất đẹp. Ở bên kia có những căn biệt thự view công viên này các bạn. Trên hồ này có rất nhiều chú cá coi, ở đây những chú cá coi cũng khá lớn, tuy không nhiều con nhưng mà được thiết kế và nuôi, thiết kế về tiểu cảnh cũng như nuôi cá cũng rất đẹp nha các bạn. Bạn có thể nhìn thấy chú cá đang núp ở giữa những lùm cây đây. Đây, dưới lùm cây có những chú cá đủ sắc màu vàng, đen, nâu. Và bên kia có đỏ, vàng, trắng. Rồi rất nhiều sắc màu khác nhau. Và thác nước đang chảy róc rách cho các bạn này. Đây, những cái chỗ thác nước rất tuyệt vời. Bạn có thể nhìn thấy thác nước đang chảy róc rách ở đây. Và tiếp theo nữa chúng ta đi vào đằng kia. Trước mắt mình đây là một cây da nhật này. Bạn có thể nhìn thấy cây da nhật được trồng rất đẹp. Đi vòng và phía sau này có một cây mai chiếu thủy được cắt tỉa rất cẩn thận, tạo tán rất đẹp nha các bạn. Và đây một đôi non bộ tiểu cảnh, chỉ vì vậy không thể thiếu những cây như cây cây nhật này. Bạn có thể nhìn thấy một cây cây nhật bên kia. Và phía chúng ta hãy nhìn lại bên này một lần nữa. Rồi qua bên này có những cây cây nhật đây các bạn này. Bạn có thể nhìn thấy cây cây nhật, cái lá của nó xuê ra rất to, thân của nó thì nhỏ thôi, khoảng bằng bắp chân người lớn. Tuy nhiên cái lá của nó rất to và bạn có thể nhìn thấy mật độ lá cũng khá dày, tạo nên điểm nhấn. Và trên đồi này có rất nhiều cây dương sĩ. Cây dương sĩ thì mọc lên lòi trong vách đá, tạo cảm giác tự nhiên hoang sơ rất thú vị nha các bạn. Ở phía đằng kia có những cái cây tiểu cảnh cũng khá đẹp. Và hướng bên này là mình đi ra hướng ngoài cổng chính, đi tới những cái khu biệt thự, những căn nhà mà những người khách đến ở, tập trung ở phía ngoài này. Ở đây có một cái bảng hướng dẫn cho cái khu này. Đây các bạn này, bạn có thể nhìn thấy được một cái bảng
hướng dẫn đây. Đây có rất nhiều hướng dẫn đó. Rồi bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh ở khu vực này rất đẹp và thoáng mát. Chính vì vậy mà không gian đây là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi và thư giãn cuối tuần nha các bạn. Chúng ta cùng đi ra phía ngoài này. Phía ngoài cổng lớn đi vào là lưng núi, cổng chính đi vào là hướng núi nha các bạn. Bởi vì cái dự án này nó nằm ngay cạnh một dãy núi, lưng thì tựa núi, mặt thì hướng biển, rất là tuyệt vời. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog của Vinapearl chia sẻ ngày hôm nay.